nhân vật của chúng ta hôm nay là Oren Rajusaurus, có biểu tượng của pháp sư tối thượng Dr. Tren ở trên cơ thể. Đây là hóa thân của pháp sư trong thần hài con khủng long Rajusaurus. Không thấy con Dr. Tren, pháp sư tối thượng, là người bảo vệ viên đá thời gian trong game Marvel. Ông là một pháp sư, một bác sĩ, cũng là một nhà khoa học. Tuy là khoa học, y học, nhưng mà ông lại theo ngành, con đường của ông lại là pháp sư. Trên người có các tia hồ quang, đi đến đâu là phát quang đến đó, phun một lửa, ngọn lửa này lửa phát cực, lửa tím, hồng tím mà. Chúng ta thấy cặp mắt và biểu tượng hình ảnh của một lớp ở trên cái bụng của con Rajusaurus. Cặp mắt của ông đang dẫn đường đưa để điều khiển con Rajusaurus. Tới Rajusaurus Host. Rajusaurus nó có thể trạng là cao khoảng 4 đến 6 mét, và chiều dài trung bình là 12 đến 15 mét. Nhưng đánh không còn Rajusaurus. Nó có thể bơi dưới nước, sống theo bầy đàn, sống ở thời kỳ 90 triệu năm về trước. Nó gọi là khủng long nhưng mà gọi là chi thằng lằn thôi. Đang tấn công Demon. Demon có tuyệt chiêu là làm cho các mảnh đất nổi lên với gọc gai, nhưng mà cũng không kháng cự nổi con Rajusaurus. Nếu mà đối thủ nó chỉ khoảng 1/2, nghĩa là dưới 1/3 cơ thể, nó đang tấn công với con Superman này, không thì con Rajusaurus này nó sẽ dùng cái chi trước là tay của nó sẽ quật vào con đối thủ, cào vào đối thủ. Hai con Deinonite chết nè, như ta thấy hai con Deinonite chết nè, có thể chàng quá nhỏ so với nó nên nó dùng miệng để tát luôn. Một đòn tấn công tự nguyện xong nó quật một phát là chết cả hai con. Cái thằng Titan rồi qua. Con cá sấu nè. Cá sấu này dài khoảng 15 mét.
thấy anh nó quật một phát con heo nữa văng xa mấy chục mét. Đây xem anh con trâu, đây con hippo. Về đất rồi bạn, sắp về đất rồi. Cản đường của chúng ta là con T-Rex Captain. Và đối thủ chúng ta ngày hôm nay là Archosaurus, đại diện cho đội quân Squid Game. Hai con đang giằng co. Squid Game đã ngã gục. Đây bạn thấy không? Doctor Chen đây nè. Cặp mắt đảo qua đảo lại nè, thấy chưa? Đó, đang điều khiển con Rachosaurus. Thì chúng ta đã hoàn thành map Forex. Đây là bãi chiến trường. Đây là xong clip này nha.